Sao sữa lam sầm dạ? Cho tắm rồi, cho nghe sữa lam sầm dạ. Hả? Đó, sao hai bill liên liêu con? Hả? Ê, dạ xin chào khán giả Khương Dừa con. Dạ Thái Dĩnh xin chào khán giả Khương Dừa con nè con. Con đang đọc gì vậy? Sách mẹ mua cho con hả? Sao anh hai bên lưu lưu em? Nè anh hai nói đâu có lưu lưu con đâu. Lưu lưu sao đâu? Sao dạ rồi con có quê không? Hả? Con quê hả? Con quê đậu anh hai bên hả? Đó. Chiếm chỗ này bên hoài. Sao dạ? Anh hai bên đâu có lưu lưu đâu. Uống sữa hả? Gắng uống sữa lên nha, uống thuốc hết bệnh nha, bữa nay ốm lắm rồi đó. Anh hai đang đọc truyện gì vậy con? Anh hai đang đọc truyện gì? Cha mẹ không phải đầy tớ của tôi. À, cha mẹ không phải để tớ ngồi, đúng rồi. Đọc mấy cái clip này, đọc mấy chuyện này cho nó tốt. Mấy sách thì nhờ vậy. Hôm qua đi theo cha vui không? Bữa nào đi nữa không? Bữa nào đi nữa không? Thôi đọc sách đi nha. Xong chưa? Con mà con có lưu lưu anh hai không? Hả? Con không lưu lưu anh hai sao anh hai lưu lưu con? Có lửa mới có khói chứ. Uống sữa đi rồi nói cho nghe nhau. Sáng mai cha chở con đi học rồi cái cha đi đóng phim nữa. Cha còn 2 ngày nữa chưa xong nữa. Rồi đi chở con đi học. Thì cha chở con đi học. Cha chở con gái nhưng trai của cha đi học. Cha mẹ Ngọc đi làm mà cha mới đi về cha mới đóng phim. Được không? Cha cháu cho hỏi cha phim gì hơi hả? Uống nhanh đi. Ở nhà có ai lưu lưu con không? Có ai lưu lưu không? Ai lưu lưu? anh ngồi đi Ai bị lưu lưu à? Rồi con có lưu lưu là anh hai không? Thiệt không? Con mà không lưu lưu anh hai mới lạ. Uống nhanh lên nha. Nay chủ nhật. Uống không nổi. Uống hết luôn con. Uống không nổi. Sao uống không nổi? Uống rồi để đi xíu cho uống cho. Cháu uống không nổi. Ừ, uống mẹ mẹ. uống cho Xíu mẹ uống. Mẹ mẹ uống được không? Mẹ có uống sữa không? Không uống. Sao dạ? Sao mẹ uống sữa? Mẹ uống thuốc rồi. Mẹ no rồi. Mẹ no rồi hả? Chúc cha uống nha. Con có biết là một tuần nay là kênh Khương Dừa con là không có clip gì up lên không? Hả? Dạ không biết. Sao con không biết lo gì chứ vậy? Kênh đó là của con với anh hai, coi thì con với anh hai phải lo cho nó chứ. Hả? Đầu nãy anh hai lưu lưu sao đây, uống sữa xong nói cho nghe coi. Lưu lưu sao? Lưu lưu sao? Dạ lưu lưu. Lưu lưu vậy hả? Dạ. Nhưng mà sao đầu đầu dây máu nhợ sao kể cho nghe đi, cho tắm trong nhà tắm mà cho nghe sùm quá à. Là sao? Mà nay chắc qua con rồi. Mình hai không cho con nằm. Không cho con nằm hả? Đừng ngậm dơ. Sao tự nhiên anh hai lưu lưu con? Mình hai đi lưu con. Rồi mét mẹ đi, mét mẹ nãy anh heo lưu lưu sao đâu? Mẹ hai đi lưu con. Kẻ có quần con. Áo đâu hả? Ta dạ cô lon cho. Cô lon cho con hả? Đâu cho con đây, thả cho con đây. Cô lon tặng con hả? Ôi chiều cô lon ghé chơi hả? Cảm ơn cô Loan. Cảm ơn cô Loan. Cô Loan. Cô Loan. Đẹp quá. Đẹp không? Rất khỏe. Mẹ chừng. Nhưng mà cô Loan tặng quà sinh nhật cho con hả vậy? Phải không? Hả? Mẹ mẹ mệt em biết rồi. Mẹ mẹ biết có gì? Dạ. Có gì dạ. Con coi cho đi đóng em chuồng nổ. Xin chuồng nổ cho đóng dây gì? Dạ dây dây dài nhàng tới lắp tập ai
tiền rồi con. Và cháu quýnh đi chú luôn. Vậy hả? Rồi sao? Trong đó hát bài gì? Dạ ông hát bài gì đó? Hát bài sen gì? Sen lưng lưng là sen lưng lưng bổ ta trung tinh. Cái tay dơ không hả mẹ? Hát vậy thì bị dính bản quyền sao? Che lưng lên nè, che lưng lên nè, che lưng lên, che lưng lên, bộ che lưng lên nè, che lưng lên. Hát sen lên lên vậy dính bản quyền của phim cô Hồ Bích Trâm sao? Phim đó có ai? Dạ có con kia ăn cái sòi á. Con trái sòi là con nào? Ăn con nào ăn trái xoài hả? Ăn giả bỏ thôi. Con nào hả? Mẹ ăn thuốc nào? Mẹ uống thuốc đó giỏi không? Con đưa mẹ quay kìa. Con uống thuốc không? Giỏi chưa? Đưa mẹ quay hả? Dạ thôi mẹ không quay được. Sao vậy? Vậy ai quay? Dạ cha quay. Mai theo làm trợ lý cho cha được không? Bữa anh hai làm trợ lý cho cha ngày rồi. Bữa anh hai làm trợ lý cho cha ngày nè. Anh hai đọc kịch bản nè. Anh hai quay đi. Anh hai quay đi hả? Đây con quay cho. Thôi để cha quay con gái đi. Gái nói chuyện đi. Gái nói chuyện với ông bà con chú đi. Nè nè. Cho nhẹ ông bà con chú sẽ chuyện xử. Phải nhớ con á. Mẹ đặt con nạp sách cho nha. Để mẹ kể cho anh Hai nghe. Bài. Anh Trân kể sách cho bài. Nghe. Anh phải con cô mụ thôi. Mẹ, ba cho con mình đọc ha. Con đọc đi. Rồi. Em kỹ. Đọc nghe coi. Bờ. Chuyện gì? Chị, em nói ông chồng, em đi liều. Con đang đọc mà, em đang đi liều. Em cũng đi liều. Em cũng mập sách. Em cũng dư tài. Được bài gì hơi bài hơi không? Được bài gì mà hơi không? Phải gì? Rồi nha cho con mình đọc ha. Qua đây ngồi nè. Bữa nay thì con vừa đi quay chưa ngồi. Xong nhưng mà qua đây quay đây thì cũng không nổi. Cho nên phải nợ lại một số cảnh cho nên hôm nay về em, 8 giờ mấy cũng về tới nhà em. Hôm nay mới có thời gian quay clip chụp sữa cho quý bà cô chú anh chị xem mà. Ủa? Mẹ Ngọc ở nhà cũng em giỏi lắm. Em thương em. Phương đưa dậm uống thuốc. Em kỹ. Bò. Sóc. Cùi. Ba. Hương. Em đang nạp sách cho ta nghe đừng có buồn em à. Ai buồn con? Em là người bà. Em sầu. Em nên bẩn. Em nên cùng dễ. Ba. Em làm. Ồ, cặp sạch đọc như chị hồi xưa rồi. Cầm cuốn sách đọc chuyên nghiệp quá tay. Cũng đi chơi. Xong. Nè, hai ba mẹ em đừng đọc ha. Dạ, đọc nghe cho nha. Em bơi. Gửi. Em nấn. Ẩm. Hóc. Em nhà chị. Em mát bà ngoại. Em rủ con đi chơi. Và đọc sách. Và ghi ơn.
Wow đi chơi. Wow đi ăn. Wow đi ăn. Wow đi ăn kem. Ai đó, bên đây là chết ăn kem. Ai cho ăn kem? Ủa, nhớ nghe nè. Đọc, tự đi ăn kem là sao? Đang bệnh ăn kem. Con nó đọc sách đó. Đọc sách hay là con muốn đi ăn kem? Em. Ừ. Con bệnh mà dạ. Con muốn đi ăn kem hả? Ủa, nó có nói cha là con nó đọc sách nè. Cha mới nghe nói con muốn đi ăn kem, đi vô ăn ông rồi trà sữa đi mua kem ăn. Ủa, con nó đọc sách đó. Cha có quay clip lại rồi, con nói con đi ăn kem. Dẫn đọc sách đi ăn vũ đi lẩu. Em dẫn ăn hát. Con nói đọc sách ăn kem ạ. Đọc sách xong kem. Đọc sách xong kem. Đọc sách ăn kem đủ chưa? Đủ rồi ha. Rồi mình làm gì ta? Thôi mình đọc này đi. Em bé quế nhà giỏi quá. Em dỗ. Từ biệt. Anh em chạp đó. Đâu? Đời này nè. Em tạp rủ đi chơi cùng hát lo chiều yêu mẹ thương mẹ lắm dục sắc không có con đập rồi đập cho mẹ ra rồi đập cho anh hai nghe rồi con đập cho cha nghe rồi đi con trả cho mẹ đi con trả mẹ ha rồi con cứ anh bảo mẹ coi mình chơi ha. Nè cái này bị gì? Là cái bì à. Rồi là hay quá. Rồi con đố mẹ cái này cái gì? Cái chữ. Rồi con đố mẹ cái này gì? Cái chân. Rồi con đố mẹ cái này gì? Cái bì à. Rồi con nói với mẹ cái này cái gì? Chân. Rồi xong. Giỏi lắm. Rồi để đây chúc mẹ đọc cho con nghe nha. Dạ. Rồi mẹ. Rồi chúc Linh nhỏ cho mẹ đọc cho con nghe coi. Đọc sao mà đọc đi. Mẹ đọc cho con với anh Hai Bin nghe câu chuyện tại sao mẹ không giặt quần áo cho con ha. Con đã 10 tuổi rồi, phải học cách tự giặt quần áo. Người mẹ không nhận quần áo của cậu bé mang đến. Con là một người đàn ông, con phải tự lập. Yeah, mẹ giỏi quá trời. Đó anh Hai đọc đi. Chưa, nó chưa được hết, để mẹ đọc tiếp cho anh Hai nghe. Anh Hai đọc đi. Trời. À, để mẹ đọc tiếp cho anh Hai nghe nha. Anh Hai muốn mẹ đọc chuyện cho anh Hai nghe. Thôi, để anh Hai đọc đi. Ơi, anh Hai đọc. Bây giờ anh Hai nghe câu chuyện xong anh Hai ngủ. Thôi, giờ phải ngủ sớm để mai đi rồi, học nè. Rồi, con lấy cái này cho dạ nè. Đáng mơ nè. Đáng mơ cho dạ. Nè, đây. Thì cái mền. Thì cái này nè. Làm gì? Em rủ đi chơi không? Đọc mà. Nè cái này. Cậu bé hậm hực nói, các bạn lớp con đều là mẹ giặt quần áo cho. Nè quá. Nghe đúng không? Dạ thôi, chào tạm biệt bà cô chú anh chị. Dạ, vui trà sữa đi ngủ, mai trà sữa đi học. Con chào đi, rồi mẹ chào rồi đó. Con chào đi, Thế Vĩnh chào nè. Mẹ chào đi. Thế Vĩnh chào bà cô chú anh chị nè. Bà cô chú. Rồi. Sữa chào tạm biệt đi. Yeah. Cảm ơn.